giá lúa gạo hôm nay 20 tháng 7 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm mạnh 200, 500 đồng trên kg với một số loại lúa. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ 1-2 USD trên tấn. Giá lúa gạo hôm nay 20 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, biến động trái chiều khi điều chỉnh giảm với lúa và giữ ổn định với gạo. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay nhìn chung giao dịch chậm, gạo nguyên liệu xô về ít do mưa, ít gạo đẹp, gạo xấu nhiều. Cụ thể tại Sa Đéc Đồng Tháp, khó mua gạo đẹp, giá gạo ít biến động. Tại An Cư Cái Bè, tiền giang giá ổn định, ít gạo đẹp. Tại Lấp Vò Đồng Tháp, giao dịch chậm, chất lượng gạo xấu, gạo sô nguyên liệu về ít, giá gạo ổn định. Theo cập nhật từ tỉnh An Giang, giá gạo ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu linh 504 hè thu giữ vững ở mức 10.650, 10.750 đồng trên kg. Gạo thành phẩm linh 504 duy trì ở mức 12.500. 12.600 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận có sự điều chỉnh giảm nhẹ với hầu hết các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 22.000 đồng trên kg, gạo jasmine 14.000-15.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 18.500 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 14.000-15.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000-19.000 đồng trên kg, gạo hương lài 19.000 đồng trên kg gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 15.000 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 18.000 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới chậm do mưa, nhiều nơi ngưng mua, giá ít biến động, thương lái bỏ cọc mua với giá thấp. Cụ thể, giá lúa có điều chỉnh so với ngày hôm qua.

lúa nhật ở mốc ở mốc 7.808.000 đồng trên kg, nàng hoa chín giá 6 6 800 đồng trên kg, giảm 700-900 đồng trên kg và lúa nàng nhen khô, ở mức 13.000 đồng trên kg, giảm 500 đồng trên kg. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp An Giang 5.700, 6.000 đồng trên kg. Ngoài ra, 7.700. 7.900 đồng trên kg là giá bán được áp dụng với nếp Long An khô. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi ổn định so với ngày hôm qua ở mức 7.300, 7.500 đồng trên kg và nếp long an 6.300, 6.500 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ổn định ở mức 460 USD trên tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 560 USD trên tấn, giảm 2 USD trên tấn gạo 25% tấm ở mức 537 USD trên tấn, giảm 1 USD trên tấn. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm IZ504 ở mức 8.700, 8.900 đồng trên kg. Trong khi đó, giá cám khô ổn định ở mức 7 7 đồng trên kg. Giá phân bón hôm nay 20 tháng 7 ghi nhận sự ổn định. Trong đó, phân URE vẫn duy trì mức giá đi ngang. Giao động khoảng 560.590.000 000 đồng trên bao Giá phân bón hôm nay 20 tháng 7 cho thấy Giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên không ghi nhận điều chỉnh mới Theo đó, phân NPK 20, 2015 T Bình Điền vẫn có giá bán cao nhất Khoảng 1 triệu 50.000-1 triệu 90.000 đồng trên bao Tương tự, phân lần lầm thao có mức giá thấp nhất Giao động từ 270.000 đồng trên bao đến 290.000 đồng trên bao Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón đi ngang tại khu vực miền Bắc Hiện, phân Ure Hà Bắc và Phú Mỹ có cùng giá bán, đều nằm trong khoảng 570.000-590.000 đồng trên bao. Bên cạnh đó, phân NPK 16, 16 8 Việt Nhật, Phú Mỹ có giá niêm yết lần lượt là 800.000-830.000 đồng trên bao và 810.000-830.000 đồng trên bao. Giá heo hơi hôm nay 20 tháng 7, biến động trái chiều từ 1.000 đồng trên kg đến 2.000 đồng trên kg, giao động trong khoảng từ 61.000-66.000 đồng trên kg tại miền bắc, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg ở một vài nơi. cụ thể, hai tỉnh tuyên quang và thái bình lần lượt đưa giá thu mua về mức tương ứng là 65.000 đồng trên kg và 66.000 đồng trên kg. giá giao dịch hôm nay tại miền bắc dao động trong khoảng 65.000 66.000 đồng trên kg. tại miền trung, tây nguyên, giá heo hơi tăng giải rác ở một vài nơi. theo đó, giá heo hơi được ghi nhận tại tỉnh lâm đồng là 65.000 đồng trên kg tăng 1.000 đồng trên kg. Tương tự, tỉnh Bình Định tăng 2.000 đồng trên kg lên mức 62.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000-65.000 đồng trên kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tăng giảm không đồng nhất. Hiện tại, sau khi giảm 1-2.000 đồng trên kg, hai tỉnh Đồng Tháp và cà mau cùng đưa về mức 63.000 đồng trên kg. Trái lại, các tỉnh đồng nai. Bình Dương, Vĩnh Long và Bến Tre cùng tăng 1.000 đồng trên kg, hiện nằm trong khoảng 64.000-65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam giao động trong khoảng 63.000-65.000 đồng trên kg.